Quý vị và các bạn, Minh Audio Hà Đông lại có một mẫu ly rất vừa tiền mà lại đẹp và hay trong tầm giá giới thiệu đến anh em. Đó là con âm ly Sony F500, một mẫu âm ly khá quen thuộc với cửa hàng tôi. Mẫu ly này tôi hay thích nhập bởi vì nó trong tầm giá vừa tiền để nhiều người có thể tiếp cận được, cũng như là hình thức của nó đẹp và có thể đánh được loa bé đến loa to to để các bác có thể nghe nhạc vàng, quay rõ mặt tiền để quý vị có thể tham khảo. F500 AB+B rất mới và đẹp nha, bãi zin luôn, chỉnh bát chép, cân loa có nghĩa là loa trái, loa phải, lao lớt, xua direct anh em không được bấm, chạy tín hiệu CD, bên này thì mình không lên vặn, quay mặt sau cũng như góc cạnh, đèn chuỗi, góc cạnh đẹp, nước sơn, mặt sau cũng xuất sắc. Quay rất rõ nên là khi bác nào có nhu cầu tìm hiểu thì cũng lên xem rõ 4 đến 16 ohm. Và tôi nói rất rõ trong video, số series 3400, 145W, điện 100V, sản xuất tại Nhật. Các đường vào âm thanh rất nhiều, rất nhiều. Những mẫu âm ly này thì tôi có quá nhiều video, cũng đăng để anh em biết cái mẫu sản phẩm của cái con hiện tại đang bán thôi. Chứ còn về video của con này thì cửa hàng tôi có quá nhiều. Nếu bác nào muốn tìm hiểu thì cứ gõ Sony F500 sẽ ra, kèm theo số điện thoại của Minh Audio Hà Đông. Mới kính con không biết cho. Nó luôn là đẹp không điệp chê. Âm ly bãi như thế này là đẹp không điệp chê rồi. Các bác nhìn thấy nó màu vàng ở trên cái nguồn không? Đấy là cái lớp keo màu vàng người ta bôi nhá. Có con nguồn thì theo thời gian nó khô, nó bong ra thì nó trông nó xỉ xỉ, chứ không phải là nó rẻ, nó bị mốc nha. Đấy là chia sẻ cho mọi người biết. Và cái tản nhiệt cũng như vậy, tản nhiệt kia thì là công nhân nó bôi từ nguyên bản từ bên nhà máy. Các bác nhìn nó bẩn bẩn kia thôi, nhưng mà nếu mà cho tay vào cái là nó chảy, nó ướt. Cái chất liệu của cái tản nhiệt của Nhật nó quá tốt luôn. Mở to hơn để mọi người có thể nghe rõ. F500 góc cạnh mượt nha, như thế này là quá mượt rồi. Màu đen thì khi quay gần thì nó sẽ có những cái bụi bám nhỏ. Quá xuất sắc nha, đẹp từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài con âm ly này. Một trăm bốn mươi lăm watt điện 100V, sản xuất tại Nhật Bản, AB+B, 3400. 4 đến 16. Từng cánh lá cuốn gió rơi vào lòng đêm thâu, thương thầm mối tình đau. Ngày về ôi xa quá, cánh nhạn còn miệt mài. Trong nắng hồng về xây, giá tải cửa hàng bây giờ vào hòa đông. Lạc bay chim chiêu chít, đêm chờ hoa đêm mai, ta đã quên. Xin
cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào.